Liên quan đến phát ngôn của ông Đoàn Ngọc Hải, đến quận 1 mà không biết lục thì về rừng U Minh mà sống, ông Quang cho rằng hơi cực đoan. Mới đây, phát biểu với báo chí tại buổi họp báo định kỳ, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Võ Văn Quang khẳng định, vị phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 Đoàn Ngọc Hải xử phạt tài xế taxi Mai Linh đậu xe vi phạm lòng lề đường là đúng. Ông Quang nhấn mạnh, cách xử lý của đồng chí Đoàn Ngọc Hải là đúng. Các bạn có thể cho là bức xúc, nhưng nếu ở đâu xa chứ ở quận 1 không thể không có nhà vệ sinh công cộng. Anh đậu xe trên lề đường là vi phạm rồi, đồng chí Hải xử lý hoàn toàn đúng. Ông Quang nói, ai đi đâu thì cũng phải sống theo pháp luật. Ngoài những quy định của pháp luật nhà nước thì có quy định của địa phương đó. Tất nhiên là quy định của địa phương cũng phải tuân theo quy định pháp luật của nhà nước. Đây là điều đương nhiên người dân phải tuân thủ. Cách nói của đồng chí Hải như thế thì đụng chạm, lẽ ra nên tuyên truyền giáo dục, nậu hòm không có gì, nhưng cách nói hơi bị sốc, điều đó là không nên. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi hội tụ người dân nhiều vùng miền, dù làm gì thành phố cũng hết sức trân trọng những đóng góp đó. Họ cũng là những người góp phần cho thành phố văn minh đẹp hơn, còn những phong tục tập quán gì chưa phù hợp thì từ từ tuyên truyền để họ ý thức điều chỉnh, ông Quang cho hay. Về đề xuất luân chuyển cán bộ của phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 Đoàn Ngọc Hải, ông Quang nêu quan điểm việc này hoàn toàn đúng, việc này để cho quận 1 xử lý. Nhưng theo cá nhân tôi, những trường hợp này cũng nên luân chuyển, những điểm nóng phải có tư lệnh mạnh mẽ. Việc luân chuyển cán bộ cũng là việc bình thường để phù hợp với công việc, ông Quang nêu. Theo ông Quang, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 Đoàn Ngọc Hải đề xuất với tư cách cá nhân cho thấy là người có trách nhiệm.